Tại vì bản thân anh nha thì cũng đã ăn uống những cái quán lề đường rất rất là nhiều. Bản thân anh thích ăn xôi rất là nhiều luôn. Nên mình mới nảy ra cái ý tưởng là thôi mình làm xôi cho mọi người thưởng thức luôn. Nó là như vậy thôi, rất là đơn giản. Thường ngày sẽ có xôi gà nướng, xôi gà xé, xôi xá xíu và xôi mặn. Thì một trung bình giá dao động từ 15 đến 25 ngàn. Cuối tuần anh có làm thêm phá lấu. Thì tất cả những cái đồ ăn chính của quán của xe anh là đều là tự anh làm, tự bản thân người nhà làm, thì cái về cái vệ sinh đảm bảo cho mọi người. Mỗi ngày anh đều mua gà mới hết, tất cả đều có hóa đơn. Gà mà nhớ chung bán thì có ngày ế, ngày bán được. Thì những ngày mà đồ ăn cũ anh đều để riêng để cho người nhà anh ăn luôn. Tại bản thân mình cũng đi ăn rất là nhiều chỗ rồi, nên cái vấn đề rất là kỹ, phải kỹ. Xôi bóc, thật sự cái bóc là cái tên ở nhà của anh. Và cái anh đặt ra cái mục cái tên này á là tại vì anh cũng muốn cho khán giả thưởng thức cái cách ăn mới về xôi. Bình thường mình ăn muỗng là truyền thống rồi, bên anh nay có làm theo một kiểu mới là sẽ đưa cho mỗi khách hàng một cặp bao tay. Khi mà họ ăn đùi gà, tại nhiều người ăn đùi gà họ ngại cái vấn đề gọi là gặm, thì anh sẽ đưa cho khách một cái cặp bao tay cho họ cầm, họ ăn, họ bóc xôi, họ chấm vô cái nước sốt này, thì họ sẽ tạo ra một cái cách ăn mới khi mà mình thưởng thức xôi. Mỗi loại xôi gà hay xôi xá xíu của xe xôi bóc đều có nước chấm riêng. Nước chấm của xôi gà có vị chua cay để thực khách không bị ngán. Nước chấm của xôi xá xíu có thêm vị ngọt để kích thích vị giác. Xôi nếp thơm mùi lá dứa, hạt dẻo, hơi có vị béo nhẹ của nước dừa. Xôi mặn của quán có vị truyền thống gồm chà bông, trứng cút, giò, lạp xưởng. Tất cả đều kèm thêm đồ chua, ngò, mỡ hành. Ăn gà họ ngại cái mỡ gà, thì anh chế biến anh làm anh sẽ hạn chế được tối đa, anh sẽ lấy hết cái mỡ trong gà ra, thành ra cái thịt gà nó vẫn ngon mà nó đỡ cái vị ngán. Còn xá xíu thì bên anh nướng thì nó làm theo kiểu thịt nó mềm mà vẫn đậm vị. Đây là cái hộp xôi thì hạt nếp như mình thấy là rất là dẻo. Thì đầu tiên trong hạt nếp xôi mình chỉ lấy pate, thường thì sẽ hỏi khách tại có người ăn này ăn nọ đầy đủ này kia. Một phần đặc biệt của mình á là sẽ có một cái đùi gà, trứng cút, gà xé nè, và sẽ gồm có xá xíu. Riêng cái xá xíu nó ăn cái sốt riêng á, nên bên anh á là sẽ có chan một ít xá xíu, nước xá xíu lên cho trực tiếp bên cái thịt xá xíu cho khách luôn. Có chả lụa, lạp xưởng. Cái đặc biệt của xe anh thì ăn cũng rất là nhiều nơi, thì anh rất thích cái vị xôi truyền thống là sẽ gồm có hành phi và đậu phộng. Cái đậu phộng với cái hành phi là cái làm nên cái hương vị của xôi rất là nhiều. Và có đồ chua, một ít ngò và mỡ hành. Riêng cái xôi gà của bên anh là sẽ có cái loại nước sốt này là sốt chua cay. Thì anh sẽ để hộp cho từng người, tại có người họ thích chấm, có người họ thích chan lên toàn hộp, hay là chỉ chan lên gà thôi, nên anh sẽ cho khách có cái sự lựa chọn thoải mái. Đựng trong khay inox rồi đến cho hộp vệ sinh em thấy hấp dẫn lắm.
là em thấy nó ngon hơn. Với lại màu sắc nó cũng mình cũng bắt mắt hơn nữa. Mình hay ăn đùi gà ở đây, thấy nó cũng vừa ăn à. Xôi thì mềm dẻo với lại thơm. À, mình thấy ở đây thì cái hộp sử dụng này an toàn hơn những hộp trắng xốp ở bên ngoài. Ăn rồi nhớ ủng hộ nha. Rồi cảm ơn bạn.